Vâng, lời đầu tiên cho phép mình được gửi lời chào toàn thể mọi người trên kênh Xuân Muộn TV của mình nhé. Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ vào trên kênh của mình. Vâng, hôm nay mình tiếp tục mình làm cái clip đó về vải thiều mọi người nhé. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3. Cũng như là mùng 2 tháng 4 dương lịch, mùng 2 tháng 3 âm lịch. Và hiện tại mình đang đứng ở một cái vườn vải thiều ở khu vực cũng ở trên cầu Nhạc Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang mọi người nhé. Vâng, giọng của mình ốm mấy ngày hôm nay chưa khỏi. Nói nó cũng không được chuẩn lắm nhưng mà thôi mình rảnh rảnh mình đi quay chia sẻ cho mọi người xem về thời điểm hiện tại thì cái vải thiều nó như thế nào và những lớp hoa đầu, lớp hoa cuối nó nở hoa ra làm sao mọi người nhé. Vâng, mọi người đến với video trên kênh Xuân Muộn TV thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, bây giờ mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người về những cái cây vải thiều và những cái lớp hoa nó ra nó có quả như thế nào mọi người nhé. Vâng, mình đang đứng ở trên này đồi khá là cao. Và những cây này nó đang nở mọi người nhé, đang nở nó có quả nó khá là đẹp, khá là nhiều quả mọi người. Những cây nó nở trước thì toàn hoa được nhiều mọi người ạ, lần lớp sau sau thì thấy hoa cái nhiều hơn. Đây toàn hoa cái nhiều mọi người nhé. Và mình đang đứng ở trên một cái mô đất này rất là đẹp này. Và bên dưới dốc dốc lên nhưng mà lên trên đỉnh trên này lại thành cái bằng này này mọi người xem đẹp không? Đất này thì đất xoài xoài đá này thì chắc là hợp với cây vải này. Và những lớp hoa ra sau này mình thấy những hoa ngắn ngắn này thì nhiều quả lắm mọi người. Đấy, xung quanh này thì gần như là ra hoa đến 90% mọi người. Yeah, tất cả những cây đều ra hoa này. Đấy, những cây ra hoa rất là đẹp này. Hoa đẹp. Vâng, như mọi năm thì đến thời điểm tháng 3 này thì bắt đầu có quả rồi, có quả non nhỏ rồi. Nhưng mà năm nay thì muộn hơn so với mọi năm mọi người nhé. Mình chỉ đi quay và chia sẻ cho mọi người biết là những cái vườn vải thiều nó ra hoa như thế nào, từng khu như thế nào. Đây mình xem cây này mọi người xem. Hoa rất là đẹp, trắng mập. Đây này là nở là toàn hoa có quả mọi người nhé, toàn hoa hoa cái đó. Đẹp lắm. Này cũng nhiều quả. Vườn người ta chăm sóc được tốt. Đây nhiều quả mọi người. Đây những cái chùm mà nó nở trước ăn thì quả nó ít hơn. Không có nhiều. Lớp hoa ra sau thì cũng nhiều hơn, đang nở thì nhiều hơn. Đây những bắt đầu nở này có nhiều quả này. Vâng, cái vườn này thì mô đất này rất là đẹp mọi người nhé. Bên trên nó phẳng hết này. Cái này chỉ ở trên một cái gò đồi mà lên trên mặt trên này lại phẳng hết này. Không biết là ngày xưa người ta có dùng máy để san phẳng hay không, không biết. Nhưng mà vải nó cũng trồng được lâu rồi. Mọi người xem mô đất rất là đẹp này. Đấy, cây thì nhìn cũng đẹp. Lớp hoa ra sau còn nhiều quả. Cái này nó ra hoa cả trong gốc nhiều này. Mọi người xem nào. Thử rũ cái cành này. Đầu nó nở xong rồi, con này nở xong rồi. Lớp hoa ra trước này cũng không có quả mấy mọi người. Ít. Cái chùm này gần như không có quả luôn. Cái này cũng vậy. Nó theo từng đợt đó mọi người nhé. Nó theo từng lớp ấy. Rũ xong rồi toàn thấy cuống không. Vườn dưới này chắc là một vườn khác. Mình thấy cái bờ này, chắc là vườn khác, nó một vườn một chủ người ta sẽ
sẽ bỏ cái vành này đi rồi. Và cái giọng của mình thì nói cũng chưa được chuẩn lắm mọi người nhá, ốm mấy hôm chưa khỏi hẳn. Mình đang nghỉ sửa xe do ốm mình không làm nên nghỉ đi. Mình đi quay chia sẻ cho mọi người xem vải thiều đó. Đây mọi người xem là xung quanh này toàn là vải thiều này. Xa xa đằng kia có những cái đồi rất là đẹp mà mình rảnh mình sang mình làm video ấy, quay những cái đồi đấy xem. Trong ra hoa nhiều. Nếu như nó ra hoa sau này nhìn này, toàn hoa có quả mọi người nhé, toàn hoa cái đẹp lắm. Đâm ra sau này để xung quanh mọi người xem, xa xa đằng kia là toàn những cái đồi vải đẹp. Nhưng có vườn đến kia thì nhìn thấy nó một số gia lộc đỏ đỏ kìa, nhưng tí dễ gia lộc thì cũng không nhiều lắm. Nhưng mà tính nha thì năm nay ra hoa gia lộc khoảng ra hoa khoảng tầm 70%, 7 đến 8%. Mọi người vườn này toàn cây to rồi. Này, cây to hết rồi. Vườn này quá chắc là đẹp, nhìn cây nó rất là đẹp. Đây lớp hoa ra sau này mọi người xem, toàn có quả rồi. Đây thuộc khu vực Cầu Nhạc, Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang mọi người nha. Vâng, ở xa xa những nhà đằng kia là khu trung tâm xã và trường học cũng ở khu vực đấy nhé. Đấy, khu vực Phong Vân đây. Hôm nay thì trời cũng có mưa mọi người. Mưa và thời tiết bây giờ đang khá là trong. Bây giờ là buổi chiều rồi. Xa đằng kia mọi người xem. Đồi núi không có vải bên kia là thuộc khu vực trường bắn mọi người nhé. Xa đằng kia khu vực trường bắn này nhé, đất quốc phòng. Và mình sẽ đi ra đằng này. Bên này này. Đây, những cây to nó đang nở hoa này. Đang giờ hơi tối nữa không nhìn thấy. Có quả nhiều quá lắm. Nhưng từ từng lớp mọi người. Có lớp hoa thì lại có những ít quả ở trước này. Vườn bên này với lại gò trên này là một chủ mọi người. Còn cái chỗ mình vừa qua đây thì là một chủ khác. Đây người ta làm sạch hơn này. Bên này thì có cỏ nên người ta chưa làm. Vườn bên này thì những cây ra hoa ngắn không ra dài nhưng mà chính lại nhiều quả. Ra rất ngắn nhưng mà lại có rất nhiều quả nhé. Sau thành chùm. Mình sẽ liên tục cập nhật về cái thời điểm nó sinh trưởng về vải thiều cho bà con cùng xem và cho mọi người khắp nơi cùng xem về cái thời điểm nào nó sinh trưởng như thế nào mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm kênh để theo dõi những cái video của mình đăng lên để ủng hộ cho kênh. Thứ nhất, thứ hai nữa để biết được về tình hình những cái quả vải thiều nó thời gian nó ra làm sao. Vâng, như cái vườn này mình thấy đẹp thật mọi người ạ. Ra ngắn ngắn nhưng mà có nhiều quả, cực kỳ nhiều quả luôn. Ra hoa rất là ngắn. Đúng là một tay làm.
Nó ra rất là đều, cây nào cũng thế mọi người. Nó ra đúng cái thời điểm cái hoa nó ngắn ngắn, mà lại hoa nở sau và đẹp, nhiều quả. Đợt trước thì không có quả, nhưng mà sau nó có nhiều quả. Và mình sẽ đi ra ra đằng bên này, không có lối ra. Vâng, đây mình đang đứng ở trên đồi rồi, mình vừa quay trong cái vườn kiểu bây giờ mình ra đến đây rồi. Đây mình sẽ xuống dần dần đây, mọi người xem nhé, đằng kia xa xa kia toàn là vườn vải thiều rồi. Mùa chín thì năm nay đi vải rã hơn năm ngoái, so với năm ngoái thì năm nay ra hoa nhiều hơn. Cái vườn này cũng thế mọi người nhé, nó ra hoa sau này có như nhiều quả lắm, những cái quả nó chưa nở thì mới có quả. Đây là vườn khác, chủ khác. Đây đất đồi khá là đẹp. Đây trồng thưa. Xem nào cái này. Nhiều quả. À, nhất nhiều quả. Vâng, như vậy mình cũng đã quay về chia sẻ cho mọi người biết về vải thiều, thời điểm nó ra hoa, lớp hoa trước hoa sau nó có quả như thế nào rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình, và mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình để mình có những động lực làm những cái video tiếp theo, chia sẻ cho mọi người cùng xem về những cái vải thiều, với lại những video về giải trí hay là nhảy mọi người nhé. Rồi mình sẽ kết thúc video mình tại đây.